Gamili, em sẽ có mã một ống hoặc là hai ống như thế này. Và hôm nay thì với mức giá rất chi là rẻ, giá phải nói rằng là siêu 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 rẻ để phục vụ cho tất cả các bác. Các bác sẽ có hai sự lựa chọn nha. Đây sẽ là cái khò ga một ống đây. Khò ga một ống thì các bác hàn nó sẽ ra một ngọn lửa như thế này. Và cái này thì sẽ được trang bị cho các bác là que hàn này và cái lọ thuốc hàn như này đầy đủ nha. Cái này thì không theo bình ga mili và các bác sẽ có một cái bình ga mili và các bác lắp lại giống như cái hình ảnh như này cho em. Đấy, bình ga là không đi kèm các bác nha. Về các bác sẽ lắp vào bình ga mình sẽ sử dụng để mình hàn đồng này hay là khò lông chó, lông vịt rất là ok, rất là tiện lợi luôn các bác ạ. Đấy, các bác mua về làm gia đình thì quá là tuyệt vời rồi. Hoặc là anh em thợ nhá, các anh em thợ điện lạnh mà đi làm hàn ống đồng thì quá là ok luôn. Đấy, và hôm nay thì với một cái khò ga một ống như thế này em sale tặng các anh giá chỉ có 90.000 thôi. 90.000 cho một cái khò ga một ống như thế này. Và nếu như mà các anh muốn mạnh hơn thì mình sẽ lấy cho em cái khò ga hai ống nhá. Đây sẽ là cái loại hai ống này. Hai ống thì nó sẽ không theo que hàn và thuốc hàn đâu các anh ạ. Đấy, cái này nó sẽ ra hai ngọn lửa này. Đấy, các anh hàn nó sẽ ra hai ngọn lửa như này, siêu mạnh luôn. Đấy, vào bình ga thì cũng không đi kèm. Các anh về sẽ cứ lắp vào bình ga mini giống như cái hình ảnh như này cho em. Những cái khò ga này thì các anh sẽ mồi lửa nhá. Mình sẽ lấy bật lửa mình châm lửa mồi lửa là cái này dùng rất chi là bền luôn. Đấy, riêng cái mẫu khò này nhân viên kỹ thuật bên em dùng rất là lâu năm, nó vẫn rất là ok, vẫn chưa bao giờ mà thấy nó hỏng các anh nhá. Dùng rất là bền, nó sẽ bền hơn những cái loại khò khác ngoài thị trường rất là nhiều luôn đấy ạ. Và hôm nay thì có hai sự lựa chọn cho các anh. Nếu mà anh nào mua khò một ống giá thì là 90.000, còn cái khò hai ống này thì giá cũng chỉ có 120.000 thôi. Giá thì phải nói rằng là bao rẻ và hàng chất lượng thì là bao ngon cho các anh. Số lượng là đang có nhiều và giá thì đang là giá cạnh tranh, giá rẻ, giá yêu thương cho các anh. Nên là anh nào mình quan tâm mình chốt mã nào thì hãy nhanh tay liên hệ trực tiếp để mình có đơn hàng nha. Máy bào của Kenmax hàng công ty hàng chính hãng thì hôm nay cũng sale giá rẻ sấp sàn cho tất cả các bác nhà mình. Đây sẽ là một con máy bào hàng công ty và với thiết kế này, máy sẽ là vỏ nhựa như này nha. Máy với thiết kế nhỏ gọn bao xài cho tất cả anh em nhà mình. Hàng công ty hàng chính hãng nên là anh em xài sẽ cực kỳ là yên tâm về chất lượng cho em. Sản phẩm thì sẽ rất là đầy đủ cho anh em mình, bao gồm như thế này. Có máy này, đây phụ kiện này, đầy đủ những cái phụ kiện như thế này. Và có lưỡi ở lắp vào trong máy rồi. Cứ thế là về mấy anh em mình là đủ bộ rồi, cứ thế là mình xài thôi. Hàng của Kenmax như này cho em nha. Với thiết kế máy thì rất chi là đẹp luôn anh em ạ. Hàng chính hãng, có phiếu bảo hành chính hãng của công ty cho anh em. Đây, và đây là cái thông số kỹ thuật trên máy này. Đây là cái thông số kỹ thuật trên máy sử dụng lưỡi bảo 82, công suất là 600W và máy thì sẽ xài điện trực tiếp 220V luôn các bác ạ. Ngày hôm nay thì em sẽ bán tặng gửi tới tay tất cả các bác khách hàng chỉ với mức giá là 699.000 đồng thôi. Em sẽ hỗ trợ miễn phí vận chuyển trên toàn quốc và nhận hàng anh em sẽ được kiểm tra hàng trước khi thanh toán nha. Chốt đơn cái mã này thì anh em gọi cho em là máy bào của Kenmax. Đặt hàng thì anh em hãy nhanh tay mình chủ động liên hệ điện thoại trực tiếp bên em, số điện thoại phần tiêu đề để mình có thể tham khảo và sở hữu ngay một cái mã sản phẩm đáp ứng đủ 3 tiêu chí hàng ngon bổ và rẻ nhất các bác ạ. Hôm nay em sẽ sale cho các bác nhà mình hai cái mã máy khoan pin của Hukan hàng chính hãng. Hai mã sản phẩm cực kỳ là đẹp và chắc chắn luôn các bác ơi. Với thiết kế là dòng pin tròn 4 cell nha. Đấy, con máy bên này sẽ là đầu kẹp này và bên này thì sẽ là đầu chuyên vít. Các bác có thể tham khảo và lựa chọn cho em hai mã. Tùy theo công việc của mình đang cần đến cái mã sản phẩm như thế nào thì mình có thể nhanh tay đặt hàng. Và với cái sản phẩm này ngày hôm nay thì với mức giá gọi là siêu 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 rẻ luôn. Và các bác nhìn này, bộ nào cũng đều rất là đầy đủ phụ kiện luôn các bác ạ. Đây, em lên cái mã này sẽ là mã 0445 nha. 0445 thì với thiết kế một con máy khoan pin siêu nhỏ gọn luôn. Đầu máy sẽ là đầu 10 ly các bác ạ. Đầu 10 ly và đầu kim loại như thế này. Máy có 3 chức năng: chức năng bán vít, chức năng khoan và chức năng búa để hỗ trợ khoan tường. Điều chỉnh sẽ là 20 cấp độ trượt. Và máy sẽ sử dụng là motor từ không trở than. Cái đèn led của nó cực kỳ là sáng luôn, có đèn báo pin luôn này các bác này. Đấy, và sản phẩm này sẽ bao gồm nguyên hộp như thế này cho em. Một thân máy, hai pin và một sạc. Pin sẽ là pin 4 cell như thế này nha. Sạc thì sẽ là sạc bàn. Phụ kiện là hơn 20 chi tiết, mỗi khoa một vít đi kèm. Hôm nay thì em sẽ bán tặng các bác với mức giá chỉ có 699.000 đồng thôi. 699.000 đồng để các bác có thể mua được một con máy khoan pin cực kỳ là nhỏ gọn luôn. Máy là máy không chổi than nên là rất là tiết kiệm pin các bác ạ. Chốt đơn mã này các bác cứ gọi treo là khoan pin Hukan mã 0445 với mức giá em bán tặng chỉ có 699.000 đồng thôi các bác nha. Đây là dòng đầu kẹp này.
đầu kẹp 10 ly các bác sẽ lắp được mũi khoan 10 ly đổ lại. Còn nếu các bác mà cần đầu chuyên vít này, các bác lấy cho em mã này. Mã này gọi cho em là vít trượt hu can nha. Và sản phẩm nguyên hộp như thế này cho em này. Một máy 2 bi 1 sạc đi theo phụ kiện như thế này. Đây, đầu chuyên vít này. Đầu chuyên vít giữ vít cực kỳ là chắc chắn luôn. Và có đèn báo pin này, đèn nét cực kỳ là sáng luôn. Máy sẽ điều chỉnh là được hai tốc độ như thế này. Bộ này các bác gọi cho em là vít trượt hu can. Với mức giá em bán tặng chỉ có 670.000 đồng trên một bộ thôi. Đấy, đây là hai cái mã sản phẩm máy gọi là hàng ngon, bổ rẻ, hàng thương hiệu chính hãng của Hukan. Bao xài cho tất cả anh em thợ làm công trình luôn nha anh em nha. Một con đầu chuyên vít, một con đầu kẹp này. Mẫu mã rất chi là đẹp và hôm nay thì em về cái số lượng rất là nhiều. Cho nên làm với những cái mức giá cạnh tranh nhất, giá rẻ nhất, giá tốt nhất thị trường để gửi tặng tới tất cả các bác khách hàng. Bác nào mình ưng cái mã nào cái thì mình nhanh tay đặt hàng sớm là có đơn hàng thành công các bác nha. Máy cưa xích pin màu xám hôm nay em còn số lượng rất là ít nha các bác nha. Đây, một bộ sản phẩm này thì sẽ bao gồm này, đầy đủ cho em là một thân máy 2 bi và một sạc, có lam và có xích đi kèm như thế này cho các bác. Và trên thị trường các bác mua thì cái mẫu này nó sẽ có loại lam ngắn và lam dài. Tuy nhiên là bên em sẽ gửi cho các bác loại lam dài luôn. Lam này sẽ dài 15 cm các bác ạ. Lam dài mà các bác mua được cái giá nhá, rẻ hơn cả lam ngắn luôn nhá. Đấy, cái này có cả sạc này, đi theo nó có cả một cái mở và một cái lọ dầu như thế này cho các bác này. Trời ơi, đầy đủ chưa? Cái này các bác mua về cắt cây, cắt cành thì quá là tuyệt vời luôn rồi. Đấy, em còn số lượng ít lắm. Bây giờ giá thị trường một cái bộ cưa xích này các bác mua toàn 750, 800, thậm chí là 850 luôn. Đấy, bởi vì là một bộ nó theo những hai quả pin 10 cell, pin cực trâu luôn. Pin này sẽ là hàng chân pin thông dụng các bác ạ. Đấy, hôm nay em còn có mấy bộ nữa thôi nhá. Thì là em sẽ sell cho các bác giá nó chỉ còn có là 599 ngàn đồng thôi. 599 ngàn đồng mà các bác nhận về nguyên hộp như thế này này. Đấy, nguyên bộ như này có cả hộp đựng máy như này cho các bác nhá. Đấy, giá thì rất chi là rẻ luôn mà cái đợt này em đang sale giá hời cho nên là các bác nhà mình nhanh tay đi. Cái đợt này có rất là nhiều những cái mã giảm giá nhá. Đấy, nhiều những cái mã mà em giảm em thanh lý lỗ đến cả mấy trăm nghìn một con máy các bác ạ. Đấy, các bác muốn mua được những cái hàng giảm giá mã rẻ ấy thì là các bác bấm đăng ký kênh đi nha. Bấm đăng ký kênh và bật chuông thông báo lên để không bỏ lỡ bất kỳ một cái video clip nào mà bên em sẽ đăng tải và gửi tới các bác nhiều các mã thanh lý giá rẻ như thế này. Đấy, chốt đơn cái mã này thì các bác gọi cho em là cưa xích pin màu xám. Chọn bộ cưa xích pin màu xám, giá chỉ có là 599 ngàn đồng thôi, rẻ ơi là rẻ các bác nha. Hôm nay em có một ít máy mài chỉnh tốc nha, thương hiệu chính hãng của Hukan đấy, em sẽ sell cho các bác này. Cái mẫu này nó sẽ là hàng model mới đấy các bác ạ. Máy thì rất chi là đẹp luôn. Đây, sẽ điều chỉnh là 7 tốc độ luôn các bác nhá. Thường những cái hàng máy chỉnh tốc ngoài thị trường các bác mua nó sẽ là điều chỉnh 6 tốc độ. Nhưng mà con này cái đợt này ra mẫu mới này là điều chỉnh 7 tốc độ nhanh chậm luôn. Và hàng công suất cực đại là 950W, thương hiệu chính hãng của Hukan các bác ạ. Đấy, sản phẩm này thì sẽ đầy đủ này, tay cầm, tay mở ốp bảo vệ lưỡi đây. Máy là máy một tấc và thiết kế chuôi dài, công tắc bóp máy cực kỳ là đẹp luôn cho em. Đấy, hôm nay để em sale giá bán tặng các bác chỉ có 450k thôi. Nó có mấy thùng thôi nhá, có vài chục bộ thôi các bác. Đấy, cho nên là bác là chốt thì mình nhanh tay này. Đặt hàng nhớ đọc cho em là máy mài chỉnh tốc của Hukan. Máy này sẽ xài điện trực tiếp 220V các bác nhá. Đấy, giá chỉ có 450.000 thôi, giá gọi là giá siêu hời cho em luôn. Còn với những cái hàng máy chỉnh tốc này, cái đợt này em về có cả cái hàng của Marula đây. Đây, hàng thương hiệu chính hãng của Marula thì nó có với cái số lượng nhiều và đang có cái chương trình sale giá rất là tốt cho các bác nhá. Đấy, thương hiệu của Marula, máy mài chỉnh tốc chuôi dài như thế này. Đây, cái này thì cũng là một cái con máy chuôi dài công tắc bóp và logo dập lỗ như thế này. Chổi than ở bên ngoài, lay mai các bác tự thay than rất là dễ. Con này thì sẽ điều chỉnh là 6 tốc độ nhanh chậm các bác. Và phụ kiện đây, nguyên hộp này. Trong hộp này nó sẽ có phụ kiện cho các bác nhá. Tay cầm, tay mở là ốp bảo vệ lưỡi là sẽ có đầy đủ như thế này luôn này các bác này. Đấy. Và hôm nay thì với mức giá em bán nặng là chỉ có 399.000 thôi. Cái này chốt thì các bác gọi cho em là máy mài chỉnh tốc của Marula nha. Giá chỉ có 399k thôi. Giá rất là rẻ và em sẽ hỗ trợ miễn phí ship các bác. Số lượng là không giới hạn luôn. Đấy, em về một cái số lượng cực lớn. Cho nên là cái mức giá sẽ là mức giá cạnh tranh nhất, rẻ nhất để em gửi tặng các bác. Và đây cũng là một cái mã sản phẩm em chiên bán tặng nữa. Cho nên là các bác chỉ cần nhanh tay đặt hàng sớm để mình có đơn nha. Đấy, và cái đợt này em về có nhiều những cái mã thân đèn giá rất là hời luôn cho các bác này. Đấy, thân đèn và kính hàn điện tử đây. Kính hàn điện tử là giá có 150 thôi các bác. Mẫu mã đẹp như thế này. Đấy, kính hàn điện tử là 150 là em bao ship các bác này. Còn nếu mà các bác lấy mũ hàn nhá, mũ hàn thì sẽ là 350 cho em. Đây, mũ hàn này, mũ hàn điện tử có nút chỉnh này. Mũ hàn là 350, còn kính hàn là 150 thôi. Còn với những cái đèn led này này, cái đợt này em về những cái đèn led của Hukan, chân pin phổ thông các bác nha. Có cổng USB sạc điện thoại được này.
Đèn led của Huka loại 16 bóng hôm nay em sẽ sale các bác giá 195.000. Còn đèn led mà sáng hơn các bác có thể lấy cái loại 48 bóng giá là 330, hoặc là loại 84 bóng thì giá của nó sẽ là 380. Đấy, ngoài những cái thân đèn led ra thì các bác có thể mua những cái thân đèn chiếu xa nha. Thân đèn led các bác có thể mua của Huka, hoặc là mua cái thân đèn màu đen này này. Cái thân đèn màu đen này, cái đợt này em sale các bác giá sẽ là 150 thôi. Đấy, thân đèn màu đen thì các bác không sạc điện thoại được nhá. Giá sẽ là 150 một cái thân đèn màu đen này. Thiết kế là chân bi phổ thông này. Những cái máy bắt ruồi này hôm nay em sale các bác giá là 170 này. Đây, máy bắt ruồi là 170 cho em. Đấy, cái này bác nào nhà có nhiều ruồi ấy thì các bác có thể sở hữu những cái máy bắt ruồi như thế này. Xài điện trực tiếp luôn. Các bác về sẽ cắm điện vào, thả những cái mồi thức ăn đường mật vào đây. Đấy, thì là những con ruồi nó sẽ bậu vào đây để nó sẽ kiếm đồ ăn, thì là cái máy nó sẽ quay tròn cái này là nhốt những con ruồi vào trong cái khe này này. Đấy. Thì là bắt ruồi rất là dễ dàng luôn các bác nha. Gọi cho nó máy bắt ruồi. Giá chỉ có 170k thôi. Đấy, giá thì rất là rẻ luôn và em sẽ hỗ trợ bao ship cho các bác luôn. Với những cái thân đèn tròn của Huka đây này, thân đèn tròn của Huka nó sẽ là cái hàng thân đèn chiếu xa ấy. Đây là cái thân đèn chiếu xa, nó sẽ là cái mẫu đèn như thế này. Thì là hôm nay em sẽ tặng các bác cái thân đèn này, nó cũng là hàng chân bi phổ thông và có cổng USB luôn. Thì giá nó có 170 thôi các bác nhá. Đấy, các bác đều sạc được hai sạc điện thoại đây này. Đấy, 170k. Cái này gọi cho em là thân đèn tròn của Huka nhá. Nó sẽ là thân đèn chiếu xa đấy. 170k giá quá rẻ luôn. Kẹp dòng đa lăng hôm nay bên em lại về rất chi là nhiều, với mức giá rất chi là ưu đãi để gửi tặng tới tất cả các bác khách hàng. Hôm nay thì với một chiếc đồng hồ kẹp dòng đa lăng mà các bác sẽ làm được mọi việc, từ đo kẹp dòng này, đo thông mạch, đo tụ, đo trở, đo ôm, đo nhiệt độ phòng và đo điện đứt ngầm được nha. Sản phẩm này sẽ có theo cho các bác là một cái bao vải để đựng như thế này, rất là xịn sò luôn. Đi theo thì sẽ là một cái bộ này que đo như thế này, que đo thông mạch này. Đấy, và cái que đo này lưu ý cho em nó rất chi là dài và dẻo các bác nha. Và sẽ có một cái dây đo nhiệt độ này, có một đôi bi như này cho các bác nữa. Cái kẹp dòng này thì nó còn có một cái chức năng là chống đo nhầm điện. Khi mà các bác mà có thợ học việc ấy, không may cắm nhầm điện trực tiếp vào đây, nó cũng không bị chập cháy đồng hồ đâu. Khi mà các bác ra ngoài thị trường nha, kể cả các bác mua những cái đồng hồ đến 4 triệu, 5 triệu nó cũng còn không có cái chức năng này. Hôm nay thì chỉ với mức giá 250.000 đồng thôi, các bác sẽ sở hữu ngay một cái đồng hồ kẹp dòng đa lăng và tiện lợi luôn. Đấy, thì các bác nhìn cho em ở đây nó sẽ có những cái thông số và chức năng như thế này nha. Sẽ đầy đủ tất cả các chức năng cho các bác nhà mình. Chỉ cần mua một sản phẩm thôi mà mình dùng đã làm được tất cả mọi việc rồi. Các bác làm thợ thuyền này, thợ điện này, thợ điện cơ, điện lạnh, điện tử mình đều có thể là xài. Hay là các bác mà làm gia đình thì quá là tuyệt vời ông mặt trời rồi. Hôm nay thì với một cái số lượng hàng cực lớn để về sẽ có một cái chương trình tri ân cho các bác. Giá thị trường thì các bác mua toàn 350 đến 400.000 thôi. Ngày hôm nay thì em chiên bán tặng chỉ với mức giá 250.000. Cho nên là bác nào mình ưng cái thì mình nhanh tay giúp em đặt hàng, nhớ gọi cho em là kẹp dòng màu vàng với mức giá 250k. Cái này cộng thêm phí ship 30k nữa là các bác chọn bộ là về đến nhà là được miễn ship là 280. Đấy, còn nếu như mà bác nào mà mình đi chung đơn ấy, mình có ví dụ như là mình có những cái đơn nào mà được bao ship tối thì mình đi thì nó chỉ mất có 250.000 thôi. Giá rất là rẻ nha. Các bác chốt đơn nhớ gọi cho em đúng tên mã sản phẩm, gọi cho em là kẹp dòng màu vàng. Giá chỉ có 250.000 đồng thôi các bác ạ. Máy khoan pin đầu kẹp 13 ly không chổi than, hàng chính hãng các bác ơi. Hàng chính hãng mà ngày hôm nay với mức giá cực kỳ là rẻ luôn, với một cái mã sản phẩm chất lượng ok và bao xài cho tất cả các bác thợ làm công trình chinh chiến nha. Hôm nay em còn có mấy bộ nữa thôi, cho nên là em sẽ sale giảm giá và mức giá thì rất chi là hời luôn các bác ạ. Những bác nào mà mình đang may mắn theo dõi được cái video này thì hãy nhanh tay đặt hàng sớm để mình có đơn hàng thành công. Cái này chốt thì các bác cứ gọi cho em là máy khoan pin 13 ly của Bốc Sun nha. Đây sẽ là một con máy khoan 13 ly và có 3 chức năng luôn này các bác này, hàng nguyên hộp nha. Đây các bác sẽ có chức năng bắn vít này, chức năng khoa và chức năng bú ở trên đường máy như này. Máy thì là điều chỉnh là được 20 cấp độ trượt này. Các bác nhìn cái mẫu máy này rất là đẹp và chắc chắn luôn. Đầu kẹp sẽ là đầu 13 ly. Máy sẽ là sử dụng là motor từ không chổi than và hàng chân bi thông dụng. Đấy, nguyên hộp sản phẩm thì sẽ đầy đủ như thế này. Các bác nhận về có một thân máy này, hai pin và một sạc đi theo. Pin sẽ là pin châu và pin 10 cell, chân bi thông dụng các bác nha. Con này sẽ được tặng kèm thêm một cái tay cầm này. Và sạc của nó sẽ là sạc bàn như thế này. Đấy, hàng sạc bàn, chân pin phổ thông quá là tiện lợi luôn. Một bộ máy khoan pin đa năng và tiện lợi. Các bác làm việc gì cũng được, bắn tôn, bắn vít, khoan sắt, khoan gỗ, khoan tường cho em đều ok luôn. Đây, máy thì rất chi là khỏe nha và có đảo chiều đây này. Máy có đảo chiều và chỉnh tốc độ trên lưng máy là hai tốc độ nha các bác nhá.
Bác nào lên đơn thì mình nhanh tay đặt hàng cho em là khoan pin 13 ly của Bốc Sun. Hôm nay thì em bán tặng các bác với mức giá chỉ có 999k. Hàng công ty, hàng chính hãng và thật sự luôn giá rẻ hơn cả một con máy hàng chợ các bạn. Ngoài cái mã Bốc Sun này ra thì các bác có thể tham khảo này. Đây sẽ là cái con máy khoan pin của Hukan mã 533. Một cái mã sản phẩm mà được rất là nhiều các bác khách hàng quan tâm. Cái này thì em hết hàng rồi, hôm nay nó còn sót mẫu. Còn sót có đúng một bộ thôi, đúng một bộ duy nhất. Bác nào nhanh tay nhất thì là mình sẽ chốt được nhá. Bình thường cái con Hukan 533 này này em đang bán là giá 1,2 triệu. Nhưng mà cái này do là nó bị sót kho, nó lẻ mẫu có một bộ thôi, nên là em sẽ bán tặng các bác giá là 1,1 triệu. Đấy, khi mà hết cái con máy này, cái đợt sau nhá, đợt sau mà nó về lô hàng mới thì nó sẽ quay về cái giá cũ của nó sẽ là 1,2 triệu. Cho nên là hôm nay bác nào chốt thì mình nhanh tay đi. Chỉ một bác khách hàng nào nhanh tay nhất thì mình sẽ mua được cái mã này. Đấy, các bác chốt đơn này gọi cho em là khoan pin Hukan mã 533, giá là 1,1 triệu các bác nha. Tức là các bác sẽ được mua giảm giá hơn 100k so với bình thường. Bác nào nhanh tay mình sẽ mua được này. Đây nó cũng là một con máy 3 chức năng này, rất là khỏe luôn, có búa khoan tường và điều chỉnh là hai tốc độ nhanh chậm. Đây, cái này thì nó sẽ có là 20 cấp độ trượt như này nhá, rất là khỏe này. Cái này ở tốc 1 thì các bác nghe có cái tiếng kêu cạch cạch như này, khi mà các bác dừng máy các bác muốn hết cái tiếng kêu cạch đấy thì các bác cho về tốc 2 như này thì nó sẽ hết này. Đấy, máy rất chi là ngon, hàng bao ngon, giá rẻ, hàng công ty, hàng chính hãng, bao xài tất cả anh em thợ là công trình nha. Con này nó sẽ thiết kế là đầu 13 ly đấy ạ. Máy sẽ là đầu 13 ly các bác nha. Và có đúng một bộ duy nhất thôi. Bác nào chốt thì mình nhanh tay đặt hàng. Đấy, cứ lên đơn cho em là khoan pin Hukan mã 533 với mức giá chỉ có là 1,1 triệu thôi. Với bộ máy khoan bê tông của Mazda hàng chính hãng như thế này thì các bác nhận về này nó sẽ có một máy và một tay cầm đi theo nha. Và có một cái hộp nhựa đựng máy như thế này, rất là đẹp và chắc chắn cực kỳ là xịn sò luôn. Máy là xài điện trực tiếp 220V. Và con máy này thì hôm nay em bán tặng các bác giá chỉ có là 580.000 đồng thôi, 580.000 đồng thôi. Giá rất là rẻ và được hỗ trợ miễn phí ship luôn. Bác nào mà chốt đơn mã này nha, các bác gọi treo là máy khoan bê tông điện màu xanh của Mazda này. Máy này sẽ là dòng máy 3 chức năng và có đảo chiều, đầu mũi khoan là 2-26 cho em. Còn nếu mà bác nào mà mình không mua máy bê tông này, mình có nhu cầu mua những con máy khoan gia đình có đầy đủ phụ kiện này, em sẽ lên cho bác một con máy khoan điện đầu 13 ly, hàng full phụ kiện như thế này. Đây các bác nhìn cho em này, sẽ trang bị cho các bác là đầy đủ hết từ A đến Z, không thiếu một cái gì. Đây các bác sẽ có một máy này, một tay cầm đi theo này, phụ kiện này đây, có cả búa đóng đinh các bác. Đấy, cái này có cả mỏ lết này, đầu khẩu này, tô vít này, rồi bút điện này. Đấy, thước dây này, dao dọc giấy, mũi khoan, mũi vít này, trời ơi, đầy đủ luôn, không thiếu một cái gì. Cái này nó sẽ là một con máy khoan này, đầu kẹp 13 ly. Các bác sẽ lắp được mũi khoan 13 ly đổ lại vào máy là sẽ có chức năng búa khoan đường luôn nha. Con này xài điện trực tiếp 220V, công suất của nó sẽ là 680W. Với một cái con máy khoan mà hàng công suất cực đại, các bác làm gia đình thì con này là quá tuyệt vời ông mặt trời luôn. Làm được mọi việc trong nhà, kể cả anh em thợ thuyền giải vẫn cứ ok. Đấy, và giá thì em bán tặng cho nên là các bác nhanh tay lên đơn gọi cho em là máy khoan điện 13 ly của Kutan. Con này thì quá nhiều phụ kiện luôn, giá chỉ có 450.000 đồng thôi các bác nha. Nào bây giờ em sẽ lên tiếp cho các bác này. Bên này sẽ là rất là nhiều những cái mã này, hộp đựng đồ nghề các bác nha. Đấy, đặc biệt hôm nay nha, em sẽ treo cho các bác là những cái hộp tôn của Hatlin như thế này. Đây, cái hộp này là cái hình thức nó như này đây các bác này. Đấy, các bác đóng hộp lại nha, có một cái tay sạch đi theo. Đây, em sẽ đo cho các bác cái kích thước, chiều dài, chiều rộng và chiều cao. Cái này các bác tham khảo cho em cái chiều dài đi ạ. Chiều dài sẽ là 35,5cm này, chiều rộng này, chiều rộng sẽ là 15cm này. Và hộp này sẽ có chiều cao là 10cm. Hộp nhỏ, gọn, đẹp và chắc chắn, hàng chính hãng của Hatlin đây. Các bác nhìn này, logo dập nổi luôn này. Đấy, cái này là chất liệu nó rất là đẹp nhá. Nếu như mà các bác thợ điện này, các bác làm thợ thuyền các thứ mà các bác mang đồ nghề ít, mang tô vít này, kìm kéo cà lê đi thì thôi cho vào đây đựng đi. Đấy, rất là tiện lợi nha. Các bác gọi cho em là hộp tôn bé của Hatlin. Hôm nay em sẽ bán tặng các bác giá là 199k các bác nha. 199k. Đấy, giá dạo trước là các bác mua là giá là 250, hôm nay là em giảm giá sâu. Đấy, nó chỉ còn có 199k thôi, em bán tặng các bác nha. Đấy, nào tiếp theo bên này sẽ là những cái hộp đựng đạn các bác nha. Hộp đựng đạn này, hộp đựng đạn này em sẽ còn 3 cái hộp số 1 và một cái hộp số 3. Đấy, nếu bác nào lấy cái hộp số 1 là hộp bên này này, hộp số 1 là giá là 340, còn bên này sẽ là hộp số 3 các bác nha. Hình thức nó sẽ như nhau nha. Cái hộp này là hộp đựng đạn của Bộ Quốc phòng. Đem đo cho các bác cái kích thước hộp số 1 này. Hộp số 1 thì cái chiều dài sẽ là 28, chiều cao sẽ là 17 nha. Và chiều rộng sẽ là 10 này các bác này.
Đây là hộp số 1 các bác nhá. Còn bên này hộp số 3 này, hộp số 3 thì sẽ có cái chiều dài là 32, chiều cao này, chiều cao là 20 và chiều rộng thì sẽ là 20 cm. Đấy, em vừa đo kích thước cho các bác cái hộp số 1 và hộp số 2, các bác lựa chọn cho em nhá. À đâu, hộp số 3 chứ. Cái hộp số 1 này, này giá là 340, còn cái hộp số 3 này hiện tại em đang quên giá. Đấy các bác mà chốt các bác alo để nhân viên sẽ báo giá cụ thể cho các bác nhá. Cái hộp đựng đạn này thì các bác nhìn cái hình thức của nó này. Đây, nó sẽ có một cái khóa mở ở đây này. Khi mà các bác mở hộp ra nó sẽ là như thế này. Đây, mở hộp ra nó sẽ là như thế này nhá. Và đây này nó có cái gioăng chống ẩm luôn nha các bác. Khi mà các bác muốn sử dụng kìm kéo, đựng kìm kéo này hay là đựng những cái dụng cụ quan trọng mà mình không muốn bị nó han gì ẩm mốc thì các bác mua hộp đựng đạn này. Đấy, dùng nó không có bị han gì đồ nha các bác nhá. Đấy, cái này thì chất liệu nó dày lắm. Như cái hộp số 3 này các bác đi các bác làm thành cái ghế ngồi được. Đấy, dày dặn đẹp và chắc chắn. Đấy, lựa chọn cho em hộp đựng đạn số 1 hoặc là số 3. Ngoài ra là em sẽ có những cái hộp đựng đồ nghề loại này. Đây, bên này sẽ là những cái hộp nhựa này hoặc là hộp nhựa tai inox nha. Đây, cái thiết kế hộp nhựa này này, cái loại hộp nhựa này thì em sẽ còn cái size to. Cái size to này giá của nó sẽ là 250 các bác nha. Gọi cho em là hộp đựng đồ hộp nhựa size to, giá là 250. Đấy, và có cả cái hộp nhựa tai inox như thế này. Cái hộp nhựa thì toàn bộ chất liệu nó sẽ đều là inox nha. Còn à đâu, hộp nhựa thì toàn bộ chất liệu là nhựa. Còn cái hộp nhựa mà tai inox này này thì nó sẽ cao tiền hơn. Thì nó sẽ thiết kế là nhựa và pha thêm inox như thế này. Đấy, cái hình thức của hộp thì khi mà các bác mở ra nó sẽ có cái khóa như thế này. Đây là có tay sách nhá, tay sách. Và bên trên nắp hộp nó sẽ có những cái ngăn như này, các bác đựng đồ được này. Đấy, bên này có ngăn này, bên này cũng có như thế này nhá. Và các bác mở hộp ra, nó sẽ có một ngăn to và một nắp đậy như thế này. Đó, cái hộp bên này nhá thì các bác gọi cho em là hộp nhựa size to, giá là 250 này. Còn bên này thì gọi cho em là hộp nhựa tai inox. Cái hộp nhựa tai inox này em sẽ có hai size, size nhỏ và size to. Cái size nhỏ giá của nó là 250, còn cái size to này là giá là 300.000 các bác nhá. Khi mà các bác mua hộp size to ấy, kích thước của nó sẽ là dài 44, cao 20 và rộng 20. Còn các bác mà mua cái hộp size nhỏ ấy thì kích thước của nó sẽ là cao 15, rộng 15 và dài sẽ là 35 cm. Đấy, nó hình thức nó sẽ giống nhau, nó chỉ khác về chất liệu thôi. Các bác có thể lựa chọn là hộp nhựa hoặc là hộp nhựa pha inox các bác nha. Cái này tuy rằng dù các bác có lấy cái hộp nhựa thì mình cũng không lo nó bị vỡ đâu, vì nó nhựa của nó sẽ là nhựa cao cấp, hàng nhựa chống vỡ, siêu bền các bác ạ. Lõi lọc nước hôm nay bên em về nhiều các bác nha. Sẽ có lõi đa lăng và lõi aqua để phục vụ cho tất cả các bác. Đây sẽ đều các bác mua lõi đa lăng này hay là lõi aqua nó cũng vẫn sẽ lắc vừa cho nhau, sẽ là những cái hàng lõi lọc nước đa lăng mà các bác sẽ lắc vừa được cho tất cả các loại máy lọc trên thị trường, từ máy aqua này đến Kangaroo này hay là Carofi là các bác vẫn cứ lắc vừa. Và bây giờ thật sự luôn các bác là chia sẻ các bác là cái nguồn nước thì rất là quan trọng các bác nha. Đấy, và với những cái lõi lọc nước như thế này, nếu mà mỗi một lần các bác thay á, các bác gọi thợ đến thì cái công ngày công của thợ bây giờ rất chi là cao. Mỗi một lần thay chỉ cần thay một bộ lõi lọc nước thôi các bác cũng đã mất mấy trăm nghìn rồi. Nhưng mà ngày hôm nay thì bên em sẽ có một cái chương trình chiên bán tặng cho các bác. Cái này thì em xỉ các bác thợ mua rất là nhiều. Hôm nay thì em sẽ quyết định là tri ân tương tác tới tất cả các bác này. Các bác có thể mua lẻ, mình mua một bộ, hai bộ. Nhưng mà ngày hôm nay mặc dù là các bác mua lẻ nhưng mà vẫn được tính tiền ngang với giá xỉ so với các bác thợ mua hàng chục bộ, hàng trăm bộ các bác nha. Các bác có thể lựa chọn cho em mua bộ 3 quả này hoặc là 4 quả. Em sẽ có cái mẫu này là mẫu đa lăng này. Đây, cái mẫu này là mẫu 3 quả lõi lọc nước đa lăng số 1, số 2 và số 3 đây. Đấy, bộ 3 quả đa lăng như thế này. Hôm nay giá chỉ có 100.000 đồng thôi các bác nhá, 100.000 đồng cho bộ 3 quả lõi lọc nước số 1, 2, 3 như này. Giá là 100.000 và sẽ được hỗ trợ bao ship. Còn cao cấp hơn ấy, thì là các bác lấy sang hàng Aqua. Đây, Aqua nó là cái hàng này. Aqua là một bộ 3 quả như này, số 1, số 2 và số 3. Giá của nó sẽ là 150.000 và cũng sẽ được hỗ trợ miễn ship nhá. Đây là bộ lõi lọc nước 3 quả nhá. Ngoài ra nhá, cái riêng em nhấn mạnh các bác là riêng cái quả số 1 này này, cái quả số 1 này là các bác hay phải thay nhiều nhất, bởi vì là với cái quả số 1 này này các bác chỉ tầm độ 2 tháng, 3 tháng là các bác đã phải thay một lần rồi. Nếu như mà các bác muốn mua riêng thêm cái quả số 1 này, quả số 1, số 2, số 3, nếu bác là muốn mua riêng quả nào thì các bác có thể báo bên em để mình có thể mua riêng thêm. Còn mua nguyên một bộ này 3 quả thì giá nó rất là rẻ. Và đây là bộ 3 quả nhá. Ngoài ra em có cả cái quả số 4, có cả quả số 5, số 6, số 7, số 8, số 9. Đấy, nhưng mà thường ấy thì là các bác hay thay cái bộ 3 quả này nhất. Đấy, bộ 3 quả là mình sẽ phải thay thường xuyên thì nó mới đảm bảo được cái nguồn nước nó sẽ an toàn khi mình sử dụng các bác nhá. Đấy, hôm nay thì lõi lọc nước là
bên em về cái số lượng nó rất là nhiều. Cho nên là một cái chương trình tri ân giảm giá cho các bác đấy, mua lẻ mà được tính tiền ngang với giá sỉ. Cho nên là các bác mình nhanh tay, mình có thể mua bộ của Đa Lăng này hay là bộ của Aqua. Đấy, các bác có thể mua bộ 3 quả hoặc 4 quả nha. Thường này em thấy các bác là hay mua bộ 3 quả. Đấy, có hai mức giá cho các bác này, 100k hoặc là 150k, được hỗ trợ miễn ship, nhận hàng là được kiểm tra hàng trước khi thanh toán cho em nha. Hôm nay em lại có một cái mã sản phẩm với mức giá siêu hời để gửi tặng tới tất cả anh em nhà mình. Một bộ máy khoan bê tông hàng chính hãng của Dalot anh em nha. Hôm nay thì một số lượng hàng mới đã cập bến về kho anh em ạ. Với một cái số lượng hàng cực lớn và với một cái mức giá gọi là siêu rẻ luôn. Ngày hôm nay cái hàng này mới về kho thôi, nhưng mà em sẽ có một cái chương trình tri ân bán tặng để gửi tới tất cả các bác khách hàng. Một cái con máy phải nói rằng là đẹp và chắc chắn, hàng ngon bổ rẻ nhất vịnh Bắc Bộ cho em các bác nha. Và em sẽ quay chi tiết cho các bác thì mình có thể nhìn thấy rõ cái sản phẩm này khi mà anh em mình nhận về sẽ bao gồm những cái gì nha. Và con máy thì sẽ cam kết khẳng định anh em mình hàng ngon, máy khỏe, dành xài cho anh em thợ làm công trình ok nha. Hà công ty hàng chính hãng, dây đồng 100% anh em ạ. Với cái sản phẩm này thì nó sẽ không thiết kế hộp nhựa mà sẽ là thiết kế hàng hộp giấy như thế này anh em nha. Đấy, thiết kế hàng hộp giấy để có thể đóng gói vận chuyển để gửi tới anh em mình ok. Và đây sẽ là một con máy hàng công ty hàng chính hãng của Dalot. Dalot thì nó sẽ là anh em của cái thằng thương hiệu Hukan nha các bác nha. Đấy, là của công ty chính hãng Huka luôn. Và đây là một cái mã sản phẩm mà mới ra mắt thị trường và đang có một cái mức giá rất chi là cạnh tranh luôn. Ngày hôm nay thì những anh em nào mình đang trực tiếp theo dõi, may mắn theo dõi được cái video này thì anh em mình hãy nhanh tay đặt đơn hàng sớm là mình sẽ có đơn, bởi vì là số lượng không có nhiều đâu anh em nha. Em chỉ về được vài trăm bộ thôi, và khi mà hết hàng một cái là bị cắt nguồn hàng rồi, nó sẽ không có nữa đâu. Đấy, không có hàng các bác nha. Cái này sẽ là cái sản phẩm mà em sẽ tri ân tương tác để gửi tặng các bác, cho nên là cái số lượng là chỉ về một lô duy nhất thôi, hết một cái là nó sẽ không có hàng nữa. Cho nên là anh em nào mà mình đang có nhu cầu, mình đang muốn tìm mua một con máy khoan bê tông gọi là hàng ngon bổ và rẻ thì anh em đừng bỏ qua cái mã này nhá. Nhận về thì anh em mình sẽ có một máy và một tay cầm như này đi theo. Dòng máy sẽ là máy 3 chức năng nha, có đảo chiều này, đầu mũi khoan 2-26 anh em ạ. Và đặc biệt máy sẽ có công suất cực đại lên tới là 1010W nha. Em sẽ quay chi tiết cho anh em mình có thể nhìn rõ về cái sản phẩm này. Nó sẽ đẹp từ mẫu mã này đến chất lượng này cũng như là giá tiền luôn anh em ạ. Hôm nay để có thể sở hữu được một con máy khoan bê tông hàng công ty hàng chính hãng mà thật sự các bác là giá rẻ hơn một con máy khoan hàng chợ. Một con máy khoan hàng chợ bây giờ các bác mua cũng đã tầm 700, 800, 900 nghìn. Ngày hôm nay để mua một con máy khoan hàng công ty hàng chính hãng như thế này mà với mức giá chỉ có bao nhiêu ạ? Chỉ với 580.000 đồng thôi, 580.000 đồng thôi. Và bên em sẽ hỗ trợ miễn phí vận chuyển trên toàn quốc về tận nhà cho anh em mình. Nhận hàng thì anh em sẽ được kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Và anh em mình yên tâm là khi mà đến với trung tâm điện máy Ngọc Mai thì anh em mình đặt hàng này, chưa cần phải đặt cọc nha, chưa cần phải chuyển khoản tiền trước nha. Anh em cứ có địa chỉ, có số điện thoại là sẽ có đơn hàng thành công. Cho nên anh em mình cứ yên tâm là người thật việc thật. Em giới thiệu như nào, máy móc đến các bác nhận nó sẽ y chang là như vậy. Đấy, nhận hàng anh em mình kiểm tra này, đúng chất lượng, đúng mẫu mã sản phẩm thì mình mới nhận hàng và thanh toán tiền. Cho nên là anh em mình cứ nhanh tay, cứ yên tâm mình đặt hàng. Đấy, đặt hàng thì hãy nhanh tay nha, bởi vì là số lượng là không có nhiều đâu anh em ạ. Em nhấn mạnh lại là nó chỉ còn có vài trăm chiếc thôi. Đấy, cho nên là anh em nào mình có nhu cầu thì hãy nhanh tay nhá. Đợt này á, bên em sẽ còn có rất là nhiều những cái chương trình sale, và tới đây sẽ có nhiều những cái lô hàng mới về, sẽ có những cái mức giá giảm giá này, và sẽ ngoài ra còn có những cái mã sản phẩm mà em đang dọn kho, nó sẽ có cái chương trình thanh lý hàng trưng bày có 1-2 chiếc thôi. Anh em mà có nhu cầu muốn săn hàng giá rẻ thì mình hãy nhanh tay mình bấm nút đăng ký kênh, nhớ là bấm nút đăng ký kênh và bật chuông thông báo lên, để khi nào mà bên em có những cái chương trình sale hàng giá hời, anh em mình sẽ nhận được thông báo sớm, để mình sẽ có nhiều cơ hội để mua được những cái dòng sản phẩm chất lượng tốt và giá rẻ anh em nhé. Hôm nay mà đặt đơn cái mã sản phẩm này, em mình hãy nhanh tay liên hệ trực tiếp bên em số điện thoại phần tiêu đề, nhớ gọi cho em là máy khoan bê tông của Dalot với mức giá chỉ có 580.000 đồng. Nhanh tay là có đơn, chậm chân chậm tay là hết cơ hội anh em nhá.
mũi khoan tháp hộp nhôm hôm nay thì bên em lại về các bác nha. Một cái mã sản phẩm mà đã được rất là nhiều các bác khách hàng quan tâm. Đây sẽ là một cái mã sản phẩm với mức giá tri ân để em bán tặng gửi tới tất cả các bác khách nhà mình. Với nguyên bộ sản phẩm thì nó sẽ trong một cái hộp như thế này các bác này. Cực kỳ là đẹp xịn sò cho em nhá. Đấy, khi mà các bác sử dụng xong thì mình sẽ bảo quản trong hộp như thế này, cất đi lúc nào cũng rất chi là tiện lợi luôn. Và đây trong cái sản phẩm này một bộ thì sẽ bao gồm là có 5 cái mũi khoan tháp như thế này các bác này. Em sẽ quay chi tiết để cho các bác có thể nhìn thấy rõ được thông số của sản phẩm này, cũng như là từ chất liệu sản phẩm rất chi là ok luôn các bác nha. Đây các bác nhìn giúp cho em ạ. Cái này nếu như mà các bác mà ưng các bác mà chốt thì gọi cho em là bộ mũi khoan tháp hộp nhôm. Và với cái sản phẩm này, giá thị trường các bác mua rất chi là cao tiền nhá. Nhưng mà ngày hôm nay thì em sẽ quyết định bỏ ra một cái mã sản phẩm có một chương trình chiên bán tặng giảm giá đặc biệt tới tất cả các bác khách hàng thân thiết. Đấy, chỉ với mức giá có 170.000 đồng thôi. 170.000 đồng nhưng mà các bác nhận về nguyên một combo như này sẽ là 5 cái mũi khoan tháp như thế này các bác nha. Từ nhỏ cho đến lớn. Đây, cái thông số kỹ thuật là sẽ đầy đủ như thế này. Bình thường nếu như mà 150.000 thì em khẳng định các bác ra ngoài thì các bác chỉ mua được một cái thôi. Nhưng mà ngày hôm nay 170.000 mà các bác sở hữu được 5 cái như thế này thì các bác thấy cái mức giá nó có quá hời không ạ? Quá hời, quá rẻ luôn các bác ạ. Và số lượng là có hạn nhá. Bác nào ưng thì mình nhanh tay mình đặt hàng sớm, lên đơn hàng sớm là sẽ có đơn, chậm chân chậm tay là hết cơ hội. Bởi vì là cái sản phẩm này em chỉ còn khoảng tầm độ mấy chục bộ thôi, còn khoảng mấy chục bộ nữa thôi. Bác nào nhanh tay là mình sẽ chốt được đơn thành công nha. Lên đơn nhớ gọi cho em là bộ mũi khoan tháp hộp nhôm, với mức giá em bán tặng chỉ có 170.000 đồng. Đây sẽ là những cái sản phẩm hàng thương hiệu chính hãng của Macan các bác nha. Hàng công ty, hàng chính hãng bao xài cho tất cả anh em thợ làm công trình. Ngày hôm nay bên em sẽ có một cái chương trình sale giảm giá đặc biệt cho các bác nhà mình về cái sản phẩm này. Đấy, mỗi một mẫu sản phẩm thì em chỉ còn vài bộ nữa thôi, cho nên là em sẽ sale giảm giá kịch sàn luôn. Và giá lao thì em cũng bán các bác nha. Đấy, vừa bán vừa cho và vừa cho vừa tặng, mức giá là sẽ là mức giá siêu siêu hời cho tất cả các bác nha. Đó, và em sẽ lên chi tiết cho các bác từng mã sản phẩm, từng model mặt hàng. Khi mà các bác quan tâm về cái sản phẩm nào thì các bác hãy liên hệ trực tiếp bên em. Đặt hàng các bác đọc cho em đúng tên mã sản phẩm là bên em sẽ chốt đơn thành công cho các bác nha. Đầu tiên này em sẽ lên cho các bác một bộ máy khoan nhỏ gọn đi. Cái bộ khoan 4 xe như thế này các bác nha. Đấy, cái bộ này thì khi mà các bác nhận về là em sẽ quay chi tiết cho các bác nhà mình đầy đủ phụ kiện này. Đây, mẫu máy này rất chi là đầy đủ luôn, phụ kiện này các bác ơi. Mũi khoan, mũi vít này. Đấy, đầu khẩu rất chi là nhiều nhá. Có cả con sâu bắn ốc ở chỗ khóa như thế này cho các bác này. Đấy, một bộ sản phẩm thì rất chi là đầy đủ luôn. Bao gồm là có một thân máy này, hai pin, một sạc này. Bộ phụ kiện là hơn 20 chi tiết như thế này. Sạc của nó sẽ sạc bàn nhá. Và pin sẽ là pin 4 cell pin như này. Đấy, và đầu máy này, đầu máy hai chức năng, đầu autolock 10 ly luôn. Đèn led rất là sáng và có đèn báo pin đây ạ. Máy là sẽ có hai chức năng nha, và có hai chế độ nhanh chậm trên lưng máy đây, có đảo chiều đây luôn. Con máy này thì phải nói rằng là nó rất là nhỏ gọn nhưng mà thật sự là sẽ khỏe hơn cả những con máy to các bác nha. Nếu như mà bác là làm thợ thuyền, các bác làm nhiều này, các bác cần một con máy khỏe, máy bền pin thì các bác hãy lựa chọn cái mã sản phẩm này. Nếu mà chốt cái mã này, các bác lên đơn cho em là khoan pin Macan 4 cell. Đấy, con này thì nó sẽ tương ứng với cái con máy khoan pin Hukan XC5 mà em đã gửi cho các bác rất là nhiều rồi. Nó sẽ cùng chất lượng với con XC5 của Hukan. Cái này nó chỉ khác hãng thôi, và cái màu này nó sẽ là màu cam. Rất là đẹp luôn, hàng chính hãng của Macan cho em nhá. Đấy, chốt đơn các bác nhớ gọi cho em là khoan pin 4 cell của Macan. Ngày hôm nay em bán tặng các bác giá nó chỉ còn có là 699.000 đồng trên một bộ. Đấy, nguyên một bộ nó sẽ là đầy đủ như thế này cho em. Các bác đặt hàng đọc cho em đúng tên mã sản phẩm. Đây sẽ là dòng pin 4 cell. Và bây giờ em sẽ lên tiếp cho các bác dòng pin 5 cell. Pin 5 cell thì em sẽ có hai model các bác nha. Một model sẽ là máy có chổi than và một model máy nó sẽ là không chổi than. Đây, hai cái mẫu này. Hai cái mẫu này sẽ là dòng máy khoan Macan pin 5 cell. Đấy, đầu tiên em sẽ lên các bác cái bộ máy có than trước nha. Đây, bộ máy có than nó sẽ là cái bộ máy này. Và đây, em sẽ mở cho các bác là nguyên bộ sản phẩm đây các bác xem là xem nó đầy đủ những cái gì. Đấy, phụ kiện cũng rất là nhiều như thế này cho em. Đấy, một máy hai pin một sạc,
mũi khoan, mũi vít đây rất chi là nhiều luôn các bác nha. Đấy, và giá hôm nay thì rất là hời luôn. Đây, em sẽ thử máy để cho các bác có thể xem này. Máy này em lắp pin sẵn rồi, em sẽ thử máy cho các bác nghe tiếng máy nha. Đó, rất là khỏe nha. Cái này thì sẽ là dòng 3 chức năng này. Có chức năng bắn vít, chức năng khoan và chức năng búa để khoan tường và điều chỉnh là được 25 cấp độ trượt nha. Cái đầu máy sẽ là đầu 10 ly, đầu nhựa tự siết luôn. Máy là sẽ có hai chức là 3 chức năng và có hai chế độ nhanh chậm ở trên lưng như này, có đảo chiều đầy đủ này. Hai bên sườn nó còn có hai cái móc như này này. Đấy, hai cái gài để gài vít như này khi mà các bác làm việc trên cao thì rất là thuận tiện nhá. Dòng pin 5 cell nhỏ gọn nhẹ nhàng cho em. Đấy, và phụ kiện thì rất là đầy đủ luôn các bác nhá. Đây, nguyên bộ như thế này. Nếu mà hôm nay bác làm mình chốt cái mã này này thì các bác gọi cho em là khoan pin 5 cell của Macan loại có chổi than. Giá em bán tặng các bác sẽ là 599.000 đồng. Đấy, 599.000 đồng nguyên bộ như thế này, theo hai bi và một sạc. Đây sẽ là dòng máy có than nha. Còn nếu bác làm mình ưng cái dòng máy không than, không than thì là các bác lấy cái mã này cho em. Không than là lấy cái mã này. Cái mã này thì nó cũng có một thân máy hai bi một sạc và cũng có phụ kiện giống như cái con máy có than này các bác nhá. Tức là nó cũng nguyên hộp như con máy có than, có điều là cái dòng máy không than như thế này thì nó sẽ có một cái ưu điểm khác hơn này. Không than thì là các bác sử dụng nó sẽ tiết kiệm pin hơn và đầu máy cũng vẫn là đầu nhựa 10 ly tự siết. Máy thì sẽ có hai chức năng nhá. Con này thì sẽ có hai chức năng, không có chức năng búa để khoan tường. Đấy, các bác sử dụng máy ít chức năng hơn thì bao giờ nó cũng sẽ bền hơn. Đấy, nếu mà bác nào mình không cần phải khoan tường ấy, mình chỉ bắn vít thôi, khoan thôi thì mình sẽ lựa chọn sang cái mã này, xài rất là ngon. Máy này sẽ là hàng máy không chổi than, cực kỳ là tiết kiệm pin. Theo máy sẽ là hai của pin 5 cell để tạo được cái độ nhẹ nhàng cho máy. Nhưng mà con này nó có một cái ưu điểm là nó sẽ là hàng chân pin phổ thông quá. Hàng chân pin phổ thông cho nên là lay mai nhá. Cái thân máy này này, về các bác lắp vào pin 10 cell hay là pin 15 cell là các bác vẫn cứ xài chung được. Đấy, bác làm một chốt cái mã này thì các bác nhớ gọi cho em là khoan pin Hukan 5 cell loại không chổi than các bác nhá. Đấy, các bác đặt đơn đọc cho em đúng tên mã sản phẩm là nhân viên thì em sẽ biết là các bác đang chốt cái mã này, để em sẽ lên đơn đúng cái mã này cho các bác nha. Đấy, và lên tiếp cho em, ở đây sẽ là con máy khoan bê tông của Macan các bác này. Máy thì phải nói rằng là siêu siêu nhỏ gọn luôn cho em. Con máy này sẽ có hai chức năng nha, có hai chức năng này, có đảo chiều này, máy đầu gài này, máy không chổi than này và hàng chân pin phổ thông. Đây là em sẽ mở hộp cho các bác nha. Mở full hộp luôn để cho các bác có thể biết và tham khảo được là cái sản phẩm này khi các bác nhận về thì sẽ bao gồm những cái gì. Đây, nguyên một bộ nó sẽ là như thế này đây. Các bác có một thân máy này, một pin trong máy và một pin dự phòng. Đấy, có hai pin châu 10 cell đi kèm nha. Hàng chân pin phổ thông và có một cái sạc bàn đi theo như này nữa. Hàng nguyên hộp cho em. Bác nào chốt đơn mã này, các bác gọi cho em là máy khoan bê tông pin của Macan các bác nha. Một cái mẫu máy phải nói rằng là siêu đẹp, siêu nhỏ gọn và sẽ bao xài cho tất cả anh em thợ làm công trình chiến. Đấy, còn bên này thì em còn sót vài cái quả pin của nó nữa. Đấy, pin của Macan hàng chính hãng luôn. Em sẽ còn một ít cái pin 10 cell như thế này các bác nha. Đây, pin 10 cell của Macan sẽ là pin chân pin thông dụng và pin dòng xả cao, pin chính hãng luôn cho em. Bác làm mà ưng cái mã pin này, các bác gọi cho em là pin 10 cell của Macan. Hôm nay á, đồng thời ngày hôm nay thì em cũng sẽ sell cho các bác rất là nhiều các mẫu pin. Đấy, từ pin 10 cell này cho đến pin 15 cell, pin 20 cell là bên em cũng có luôn. Đấy, bác làm mình ưng cái mã nào thì mình đặt hàng cái mã đấy nhá. Đặc biệt nhá, hôm nay là pin của Hukan. Pin của Hukan này em sẽ có cái chương trình bán tặng cho các bác, mua một pin tặng một sạc nha. Đấy, đặc biệt này, hôm nay nếu như mà bác làm mua pin 10 cell của Hukan, đây để em sẽ kiếm cho các bác này, pin 10 cell của Hukan để em xem nó đang ở cái khu vực nào, là em sẽ lên cho bác cái quả pin 10 cell của Hukan. Đấy, pin Hukan thì là em sẽ có pin 10 cell này, pin 15 cell này, pin 20 cell luôn. Đấy, nhưng mà hôm nay pin 10 cell là các bác sẽ được tặng sạc kim, còn pin 15 cell là sẽ được tặng sạc bàn cho em nha. Đây, nào các bác tham khảo cho em, đây pin 10 cell của Hukan đây các bác. Pin 10 cell của Hukan này giá chỉ có 380.000 đồng, một combo nó sẽ là như thế này. Đấy, giá pin thì nó vẫn không thay đổi, nhưng mà ngày hôm nay các bác mua một pin mà được tặng một sạc, giá nó hời chưa các bác. Pin 10 cell của Hukan cho em tặng một sạc kim, giá sẽ là 380.000 đồng các bác nha. Còn khi mà các bác lấy sang pin 15 cell, pin 15 cell của Hukan em sẽ có hai mẫu.
Cái mẫu này là mẫu 4.5Ah này, mẫu này là 6.0Ah đây các bác nhìn cho em. Mua một pin 15 cell của Hukan, em sẽ tặng các bác một cái sạc bàn. Đấy, cái sạc bàn này trị giá 200.000 đấy các bác nha. Đây, các bác mua pin 4.5Ah giá của nó lại là 500.000 tặng một sạc bàn. Đấy, còn pin 6.0Ah giá sẽ là 650.000 và tặng một sạc bàn cho em. Đấy, chương trình là mua một tặng một nha. Đấy, cứ theo combo như này, một pin một sạc được chưa? Một pin một sạc như thế này nha. Đấy là đối với pin 15 cell. Còn tiếp theo này, pin 20 cell của Hukan này. Pin 20 cell của Hukan thì nó còn có cái chương trình là mua một mà được 3 cơ. Đấy, đây cái pin 20 cell nó sẽ là dung lượng là 8.0Ah nha. Cái pin 20 cell của Hukan mà hôm nay các bác mua một cái quả pin 20 cell này, em sẽ tặng các bác một cái sạc bàn của Hukan này và đồng thời tặng thêm các bác là một cái thân đèn chiếu xa của Hukan hình tròn như thế này, cho pin phổ thông và có cổng USB này, sạc điện thoại được luôn. Và các bác sẽ lắp cái đèn này vào cái quả pin này, các bác dùng làm đèn và làm chân sạc điện thoại được nhá. Đấy, chốt đơn các bác gọi cho em là pin 20 cell của Hukan tặng sạc bàn và tặng đèn tròn của Hukan. Đấy, khi mà các bác nếu mà ở nhà bác nào mình có pin sẵn rồi nhá, mà các bác đang bị hỏng sạc này hay là cần mua sạc lẻ này, những cái sạc mà cái sạc như này này, cái sạc màu đen như thế này nhá, thì em sẽ bán tặng các bác giá là 70.000. Các bác lên đơn gọi cho em là sạc bàn màu đen giá 70.000. Đây sẽ là hàng sạc đa năng. Đấy, các bác sạc được cho cả pin 10 cell và 15 cell. Đấy mà mức giá rất chi là rẻ luôn cho em. Và lên tiếp cho em này, cái đợt này em còn có mấy cái quả pin của Maza này này. Cái pin này đáng nhẽ ra là giá của nó là 400.000, nhưng mà ngày hôm nay là em còn sót lại mấy quả thôi, thì là em sẽ bán tặng luôn cho các bác nhá. Bán tặng các bác giá sẽ là 250.000. Một quả pin 15 cell, nhưng mà các bác sẽ mua được cái mức giá rẻ hơn cả pin 10 cell luôn. Đấy, bác nào mà ưng cái pin này các bác gọi cho em là pin 15 cell của Maza giá 250.000 một quả nhá. Cái này thì nó sẽ là hàng trên pin phổ thông cho em hết ấy. Đấy, hoặc là các bác có thể lấy sang cái pin của Drama, pin 15 cell của Drama như thế này, nó có đèn báo pin này. Cái pin này nó cũng là hàng trên pin phổ thông và em bán tặng các bác thì giá cũng chỉ có 270.000 một quả thôi. Đấy, mức giá thì rất chi là hợp lý giá ấy nhá. Và bác nào mình ưng cái mã nào thì mình nhanh tay mình đặt hàng sớm đi. Còn cái con máy này nữa này, đây này, cái con máy bu lông búa to của Macan này, cái con máy Macan búa to này các bác nhìn cho em này, nhìn nó khủng chưa. Đấy, cái thân máy nó siêu dài luôn các bác nha. Đây, Macan chữ dập lối như này, logo dập lối luôn cho em. Cái đầu máy nó sẽ là đầu 1/2 bu lông, 1/2 đầu đặc đấy. Và hàng máy không chổi than cho bị thông dụng nha. Bộ sản phẩm này sẽ bao gồm có một thân máy này, hai pin với một sạc luôn. Bác nào mà ưng cái mã này này, các bác lên đơn các bác gọi cho em là bu lông búa to của Macan. Đấy, hôm nay em giới thiệu các bác rất là nhiều những cái hàng chính hãng của Macan. Hàng thương hiệu chính hãng thì các bác dùng bao giờ là cũng cực kỳ là yên tâm về chất lượng. Bác nào ưng cái mã nào cái thì là mình nhanh tay đặt hàng sớm nhé, bởi vì là số lượng nó còn rất là ít các bác nha.